Xin chào mọi người. Ở cái bài số 5 này chúng ta sẽ đi tìm hiểu các vấn đề về cách chia sẻ by design với các liên kết của MTI và các khái niệm một lần nữa để cho chúng ta hiểu sâu. Thứ nhất là khi mà chúng ta chia sẻ một cơ hội và đem đến một cái thông tin đối với by design, điều đầu tiên là chúng ta phải có slide chuẩn cũng như là các thông tin của công ty và website chính thức, đúng không ạ? United by Design là một website nói rất nhiều về các cái hỗ trợ đào tạo cũng như là các cái thông tin download về tài liệu đào tạo, đúng không ạ? Và chúng ta phải chuẩn bị một slide cho mình trong vòng một cái giấy A4 để cho khách hàng của chúng ta hiểu. Nó cũng rất nhiều các cái thông tin và chúng ta xoáy mạnh vào các vấn đề về thông tin sản phẩm, đúng không ạ? Thông tin sản phẩm. Và hơn nữa là chúng ta chia sẻ để họ nắm được cơ bản rồi đi vào sản phẩm. Đầu tiên, by design nguyên nghĩa là bản thiết kế của bạn. Như chúng ta đã biết là cái đinh cũng phải có cái bản thiết kế của nó, đúng không? Do vậy design ấy, đó là bản thiết kế, đúng không? Và liên kết với MTI, đúng không? Và cái này nó gọi là một cái công việc vị nhân sinh, đó là làm cho cộng đồng trader, giúp cho cộng đồng trading. Và vì ông bà này mà có tuổi rồi không chơi forex nhưng mà ông bà ấy cũng vẫn có thể chơi được, do vậy nó giúp cộng đồng, đúng không ạ? Đây là yếu tố rất rất quan trọng để mà chúng ta hiểu được thị trường ngoại hối ra sao, đúng không ạ? Và thị trường ngoại hối như thế nào và cái bể tiền đó để kiếm ra sao, đúng không ạ? Đó là cái mà chúng ta tìm hiểu. Vậy thì khi mà chúng ta nói về lịch sử của ông bà Nat và Chanida cũng như là các website thì chúng ta liên kết đến trang United by Design để làm các cái tài liệu. Và Business for Home để chúng ta biết được by design tăng trưởng ra sao và phát triển như thế nào. Đều có những cái thống kê, đúng không ạ? Các sản phẩm của hệ thống by design, đúng không ạ? Và các cái quá trình tăng trưởng, đúng không ạ? Các cái hội thảo cũng như là địa chỉ, đúng không ạ? Thì chúng ta nắm vững được cái slide này. Và các giải thưởng cũng như là danh hiệu cũng như là thu nhập, đúng không ạ? À. Và tôi muốn nói đến một số các liên kết, đúng không ạ? MTI Việt Nam tôi có xây dựng để chúng ta liên kết, chúng ta tìm hiểu MTI là gì, là nhà phân tích cung cấp các tín hiệu và cho cái lợi nhuận của Forex từ 2 đến 10%, và SMA là tiền thân của Pip Grapper đó. Đó, chúng ta phải hiểu rất sâu cái đó. Thế thì cái đội ngũ của chúng ta là cùng kiếm tiền, cùng xây dựng dựa trên cái việc cung cấp tín hiệu của by design, sau đó là xây dựng hệ thống đó, xây dựng hệ thống, và chúng ta hiểu sâu các website này để khi chúng ta nói chúng ta có những cái dẫn chứng, đúng không ạ? Những dẫn chứng về MTI có đủ để chúng ta tìm hiểu hay không, đúng không ạ? Các vấn đề về trading tool này, đúng không ạ? Các vấn đề về các quỹ này, các cái yếu tố về forex và kiếm tiền, kiếm lợi nhuận, đúng không ạ? Và đội MTI team chúng ta phải hiểu sâu được các giấy phép, đúng không? Rất rất nhiều các cái chương trình đó, các cái người điều hành, đúng không ạ? Hiện tại chúng ta hay nói đến Gary Fichat, đúng không ạ? Director of Trading, đúng không? Ông ấy làm chủ cái phòng trading đấy, để chúng ta tìm hiểu. Thế thì những cái khái niệm đó, đúng không ạ? Thì hỗ trợ cho chúng ta, đúng không? Các khái niệm thì hỗ trợ cho cái việc phân phối SMA, đúng không ạ? Và lịch sử giao dịch, đúng không ạ? MTI, đúng không ạ? Và các cái giám đốc điều hành, đúng không ạ? Các thông tin của việc phân phối, đúng không ạ? Và thực chất cô đặt tại vấn đề đó là SMA dùng để giao dịch forex, và
SMA do by design, thiết kế, đúng không? Bởi MTI, đúng không? Đó là những cái mà chúng ta xem. Vậy MTI là chúng ta đã biết, đúng không? Các thông tin chúng ta phải tìm hiểu, đúng không? Và Gary Vaynerchuk cũng tất cả những các thông tin là link của Mr. Gary là chúng ta cũng đã có rồi, đúng không? Và các câu hỏi chủ yếu là người ta sẽ hỏi là lịch sử đâu, đúng không? Bad view đâu, đúng không? Tôi sẽ làm việc như thế nào, đúng không? Chứng minh đi, đúng không? Rất nhiều. Đó. Vậy thì đúng là đây là những cái câu cửa miệng, đúng không? Họ lịch sử đâu, bad view đâu, chứng minh đi, đúng không? Kiếm như thế nào, đúng không? Đó là những câu hỏi cửa miệng thôi, đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ xoáy sâu vào các cái yếu tố về lịch sử, đúng không ạ? Các lịch sử và các vấn đề đăng ký, đúng không? Rất nhiều, đúng không ạ? SMA ra sao, cung cấp như thế nào, đúng không ạ? SMA official đấy, đúng không ạ? Chúng ta bắt đầu liên kết. Thì team của tôi cũng như là ekip ấy, đang xây dựng các vấn đề về marketing với by design, đúng không? Và thông qua cái hiệu ứng này thì cái khóa học sẽ hỗ trợ cho chúng ta, đó là lịch sử giao dịch đây, và bắt đầu chúng ta sẽ làm. Vậy thì chúng ta phải hiểu sâu MyFXBook là gì, đúng không? Đây là một cái đơn vị đấu nối MT4, đúng không? Ví dụ MT4 của chúng ta mà đánh thắng, đánh thua ra sao, đúng không? Chúng ta có thể nhìn thấy các hệ thống quản lý, hệ thống tài khoản của tôi dùng SMA đánh hay là giao dịch rất nhiều, VPS các thứ, đúng không? Rất nhiều. Thì chúng ta sẽ xem, đúng không? Các lịch sử giao dịch. Và Path View là chúng tôi cũng cung cấp hết cho tất cả mọi người, đúng không? Đó, ví dụ như là các cái lịch sử giao dịch, cả history, all history trong vòng 3 tháng, 6 tháng hay 1 năm, vấn đề là nạp rút ra sao, đúng không ạ? Đó. Thì chúng ta mới nhìn thấy được cái hệ thống, đúng không ạ? Lợi nhuận ra sao, rút tiền như thế nào, credit ra sao trong các sàn đấy, đúng không ạ? Chúng ta có thể nhìn thấy hệ thống rút tiền này, nạp tiền này, rút bonus các thứ đây, đúng không ạ? Rất nhiều đây, đúng không ạ? Rồi hệ thống VPS ra sao? Đây, cái này thì tôi cũng đẩy lên VPS để cung cấp Path View cho mọi người, đúng không ạ? Rất nhiều. Đấy, VPS hiện tại đang chạy. Pip Grapper ra sao? Đấy. Ấn vào đây chúng ta sẽ xem. Đó. Đây là các cái hệ thống giao dịch, đúng không ạ? Account History. Đó. Chúng ta sẽ nhìn thấy cái hệ thống bắt đầu giao dịch Pip Grapper SMA để đấu nối, đúng không ạ? Đó. Lợi nhuận deposit này, withdraw này, lãi 3.700 chẳng hạn như vậy. Thế thì hầu hết, đúng không ạ? Đây rất nhiều các tài khoản, đúng không ạ? Chúng tôi cũng đang để SMA Pip Grapper đây, rất nhiều, đúng không ạ? Đấy, các tài khoản đang để trong VPS đấy, đó, trong VPS và đang đấu nối, đúng không ạ? Rất nhiều các cái giải pháp, đó. Thế thì cái vấn đề ở đây là cái lịch sử này chúng ta phải đọc được, đúng không ạ? Profit ra sao, balance ra sao, đúng không ạ? Các lệnh order như thế nào, các vấn đề liệt kê trong tháng, đúng không ạ? Hiện tại đang được 6,9%, đúng không ạ? Mỗi tháng quá tốt, quá nhiều, đúng không ạ? Và chúng ta tìm hiểu được các lệnh, các tỷ lệ mở lệnh, đúng không ạ? Các tỷ lệ mở lệnh cũng như là open order này, mở lệnh này, rồi rất nhiều các lịch sử của giao dịch với các cái vấn đề về sell tuần vừa qua. Cái phiên Mỹ đấy, họ giao dịch rất nhiều các cặp cu cạc, đó, Euro, USD, rất nhiều, đó, với cái tỷ lệ lợi nhuận ra sao. Các vấn đề về drawdown, chúng ta phân tích các lịch sử, đúng không? Do đó, khi chúng ta hiểu được cái kiếm như nào, lịch sử ở đâu, path view ở đâu, thì bắt đầu chúng ta liên kết với các cái cách để mà chúng ta chia sẻ, đúng không ạ? Để chia sẻ họ nắm được, đúng không ạ? Hiểu các khái niệm, các vấn đề về công ty, các vấn đề về đấu nối, đúng không ạ? Thì bắt đầu chúng ta mới có được cái cách để chúng ta làm, và từ đó bắt đầu là xây dựng hệ thống làm việc và xây dựng thu nhập. Thu nhập số 1 đó là dùng SMA để trading đấy, một cách dễ dàng. Thu nhập số 2 đó là xây dựng hệ thống, và trong cái xây dựng hệ thống này nó lại có rất nhiều các khoản thu nhập khác. Đó. Thế thì cái vấn đề chia sẻ, chúng ta sẽ phải phân tích được rất nhiều các yếu tố, và chúng ta cũng hiểu được các lịch sử cấu trúc của nó. Và đặc biệt nữa là chúng ta có một cái slide
slide để chúng ta chia sẻ, và hãy xin cái người giới thiệu của mình cái slide này để chúng ta có thể hiểu sâu, đọc và chia sẻ, hoặc chat Zalo với chúng tôi để có thể chia sẻ được chúng tôi là ai, kinh doanh như thế nào, sau đó chúng ta biết được phân tích path view xây dựng hệ thống và join vào cái cộng đồng DSG này, thì lập tức là gì ạ, chúng ta có được cái cách chia sẻ, đúng không ạ? Thế thì các hình thức để chia sẻ, các hình thức chúng ta có thể offline, đúng không ạ, cà phê, đúng không ạ, hay share, đúng không ạ, ai zoom chia sẻ nếu khoảng cách ở xa, đúng không ạ, gửi tài liệu, gửi tài liệu, đúng không ạ, và đào tạo. Như các bạn đã biết, trong cái nghề này chúng ta luôn luôn đào tạo, họp và bán hàng. Cứ như vậy, vậy sản phẩm chúng ta phải biết rồi thì chúng ta luôn luôn trong cái trạng thái đào tạo, họp, bán hàng, sau lại quay trở lại cái lịch share, chia sẻ đấy ạ, tiếp cận và thu hút các cái thành viên. Đó là những cái mà chúng ta cần phải thực hiện liên tục. Các cái khóa đào tạo về Forex, đúng không ạ? Các khóa đào tạo về kỹ năng, các khóa đào tạo về xử lý từ chối, các cái khóa đào tạo về nhân viên, đúng không ạ? Lãnh đạo, các cái khóa về NLP, đúng không ạ? Ngôn ngữ lập trình tư duy đấy, đúng không ạ? Các khóa học về tâm thức, luật hấp dẫn, vân vân. Thì cái cộng đồng DSG này sẽ hỗ trợ chúng ta, đúng không ạ? Nhưng hơn lúc nào hết là chúng ta cần phải hiểu sâu về các vấn đề và xoáy quanh vấn đề lịch sử có đáng tin hay không. Các vấn đề về lịch sử có đáng tin hay không. Cái path view, đúng không ạ? Rất rất nhiều các cái chương trình để chúng ta hiểu sâu được. By design là một cái bản thiết kế cái công việc cho chúng ta. Dùng SMA, đúng không ạ? Và như chúng ta đã biết, có rất nhiều các sản phẩm. Tại sao chúng ta không chọn cái BD Dream này, hay không chọn cái mục Travel này? Bởi vì đây là những cái sản phẩm mà gì ở các nước khác họ thích, đúng không ạ? Như ở Việt Nam chúng ta thấy thích trading, đúng không ạ? Tôi cũng khó có thể làm được cái việc làm xây dựng cái hệ thống ngoại ngữ hay là online marketing mà tôi chọn cái MTI nó hợp với lại công việc trading hơn và kiếm tiền nhanh hơn. Tôi cũng khó phân phối sản phẩm, nhưng có rất nhiều người nói sản phẩm, nhưng về cơ bản by design sẽ làm chủ yếu là trading MTI này ở Việt Nam. Do đó chúng ta hiểu sâu được cấu trúc sản phẩm thì lập tức là chúng ta sẽ có cách chia sẻ một cách tốt nhất. Và đó là chúng ta đã kết thúc cái bài học này, và phần 1 chúng ta phải hoàn thiện 6 video. Và 6 video này nó sẽ giúp cho chúng ta có một cái tổng quát nhất về bài design. Đó, ở phần 1 6 video này, đúng không ạ? Muốn đấu nối và tiếp tục sử dụng SMA, sau đó đến phần 2 bắt đầu chúng ta mới thấy là phân tích kỹ thuật đấu nối. Thực ra đó chính là cái 6 video này là sử dụng SMA để kiếm tiền. Đấy. Thì ở cái phần 2 là chúng ta sẽ có những cái về sử dụng cái SMA. Phần 2 này nói sâu về sử dụng SMA để kiếm tiền. Đấu nối ra sao, đúng không ạ? KYC ra sao, cái bài design ra sao, tất cả mọi cái. Nhưng ở phần 1 này chúng ta phải hiểu sâu về bài design. Phải thực hiện 6 video này để chúng ta hoàn thành. Xin được cảm ơn và hẹn lại gặp lại ở các bài học ở phần số 2.